Quý vị và các bạn thân mến, trong video gần đây, chúng ta đã làm sáng tỏ nguyên nhân khiến tàu vũ trụ Voyager 1 gửi những tín hiệu vô nghĩa về trái đất, khiến các nhà khoa học không thể hiểu được những gì đang diễn ra. Vấn đề trục trặc này đã bắt đầu từ tháng 11 năm 2023, và suốt 5 tháng qua, đội ngũ kỹ sư của NASA đã làm việc không kể ngày đêm để cứu sống con tàu vũ trụ đã 46 năm tuổi. Trong quá trình phân tích dữ liệu, NASA đã xác định bộ phận FDS của con tàu đã bị hỏng, khiến một phần dữ liệu bị mất. Kiểm tra kỹ hơn, họ nhận thấy nguyên nhân trực tiếp gây gián đoạn liên lạc đó là bởi một con chip trên tàu vũ trụ có thể đã bị một hạt năng lượng cao tấn công. Phát hiện mới thắp lên hy vọng giúp tàu Voyager 1 sống trở lại. Trong video ngày hôm nay, tôi thú vị mời các bạn cùng tìm hiểu những nỗ lực của NASA trong việc kết nối liên lạc với tàu vũ trụ Voyager 1 ở khoảng cách 24 tỷ km. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn và bổ ích. Nào, chúng ta hãy cùng đi khám phá! Voyager 1 là đại sứ tiên phong giúp chúng ta tìm hiểu về rìa ngoài hệ mặt trời, một nơi bí ẩn và chưa từng có bất cứ tàu vũ trụ nào ghé thăm trước đây. Voyager 1 sẽ là con tàu đầu tiên thăm dò những vùng không gian xa xôi nhất của hệ mặt trời. Trách nhiệm cao cả và lớn lao ấy được đặt cược vào những công nghệ tối tân nhất của thập niên 1970. Ngày 5 tháng 9 năm 1977, con tàu được phóng đi trong sự vỗ tay nồng nhiệt và hy vọng tốt đẹp từ hàng triệu người khắp thế giới. 46 năm qua, Voyager 1 đã gửi đều đặn những dữ liệu quý giá về trái đất. Đó là những ký tự mã hóa nhị phân bởi hai chữ số 1 và 0. Mà nhờ đó, các nhà khoa học đã học hỏi được rất nhiều điều về hệ hành tinh quê hương của chúng ta. Nhưng thời gian thật tàn khốc đối với một tàu vũ trụ đã 46 năm tuổi. Gần đây, khi con tàu đạt khoảng cách 24 tỷ km từ trái đất, nó liên tục gặp trục trặc tín hiệu. Những tín hiệu chập chờn, đứt quãng khiến những người theo dõi phập phồng, hồi hộp. Nhưng may mắn là NASA đều khắc phục được trong vài tuần. Tuy nhiên, đến tháng 11 năm 2023, tàu vũ trụ gửi một tín hiệu chỉ toàn những số 0 vô nghĩa, gây khó hiểu về phía trái đất, khiến các nhà khoa học bối rối. Cũng giống như những lần trước, NASA tin rằng sẽ mất vài tuần để họ khắc phục. Vấn đề tưởng chừng đơn giản, nhưng sự thật phức tạp hơn chúng ta nghĩ. Một tháng, hai tháng, ba tháng, lần lượt trôi qua, công việc tiến triển rất chậm. Ngoài việc phát hiện FDS đã bị hỏng, đây là một hệ thống chịu trách nhiệm đóng gói dữ liệu khoa học kỹ thuật trước khi nó được gửi về trái đất bởi hệ thống điều khiển từ xa TMO. Tàu vũ trụ vẫn chưa khắc phục xong, đồng nghĩa với việc tất cả chúng ta đã không có dữ liệu nào từ con tàu suốt 4 tháng qua. Hồi hộp, lo lắng và cầu nguyện, đó là tất cả những gì chúng ta đã trải qua. Đầu tháng 3 năm 2024, một tia hy vọng mở ra khi các nhà điều hành gửi một lệnh tới Voyager 1 nhằm nhắc FDS gửi toàn bộ dữ liệu về trái đất. Thật mừng là con tàu đã phản hồi lại. Sau khi phân tích, NASA xác nhận rằng 3% bộ nhớ của FDS đã bị hỏng, và điều này khiến máy tính không thể thực hiện các hoạt động bình thường. NASA cho biết trong một bài đăng trên blog hôm thứ Tư ngày 13 tháng 3 như sau. Nhóm nghiên cứu nghi ngờ rằng một con chip chịu trách nhiệm lưu trữ một phần bị ảnh hưởng của bộ nhớ FDS không hoạt động. Các kỹ sư không thể xác định chắc chắn nguyên nhân gây ra sự cố. Có hai khả năng là con chip có thể đã bị một hạt năng lượng từ không gian va vào, hoặc đơn giản là nó có thể đã bị hao mòn sau 46 năm. Tin tốt là họ có thể tìm ra giải pháp để chạy FDS bình thường mà không cần con chip kia. Để làm được điều này, họ phải thử nhiều chiến lược khác nhau. Một trong những giải pháp là gửi lệnh nhắc tàu vũ trụ sử dụng các phần mềm khác nhau của bộ nhớ để tránh các phần bị hỏng. Điều này đòi hỏi các kỹ sư phải có am hiểu sâu sắc về FDS cũng như hệ thống kỹ thuật được trang bị trên con tàu.
Các kỹ sư phải cẩn thận với các lệnh này, bởi vì bất cứ một sai lầm nào cũng có thể khiến tình hình trở nên trầm trọng hơn. Sự cố như vậy đã từng xảy ra vào tháng 7 năm 2023, khi một lệnh từ trái đất đã khiến anten của tàu vũ trụ bị lệch 2 độ, khiến tàu vũ trụ không thể nhận hay truyền dữ liệu thông qua mạng lưới không gian sâu. Sự cố chỉ được khắc phục vào vài tháng sau đó. Voyager 1 đã hoạt động kiên trì và bền bỉ suốt 46 năm qua. Hiện tại, nó đang ở vị trí rìa ngoài hệ mặt trời, cách trái đất khoảng 24 tỷ km. Nó đang đứng trước hàng loạt thách thức trên con đường phía trước. Con tàu ngày càng trôi xa khỏi tâm của hệ mặt trời. Nếu một tín hiệu được gửi đi từ NASA, thì phải mất 22,5 giờ để tàu vũ trụ nhận được. Và con tàu cũng mất ít nhất chừng đó thời gian để gửi xác nhận lại trái đất thông qua mạng lưới không gian sâu. Vì vậy, việc giao tiếp là không hề dễ dàng. Độ trễ liên lạc đòi hỏi phải có sự chính xác trong từng câu lệnh. Trong khi đó, những công nghệ trên tàu được chế tạo từ những năm 1970. Đó là những công nghệ cũ, nếu không muốn nói là đã lỗi thời. Hầu hết những kỹ sư chế tạo nên con tàu huyền thoại đã nghỉ hưu hoặc không còn sống nữa. Vì vậy, thế hệ kế cận phải lục lọi mọi dữ liệu từ những tài liệu trong thư viện để tìm cách xử lý phù hợp. Việc sửa chữa hay cập nhật một con tàu vũ trụ như vậy ở khoảng cách 24 tỷ km là một nhiệm vụ không hề đơn giản. Nhưng NASA lạc quan rằng vấn đề với FDS có thể mất vài tuần hoặc vài tháng để sửa chữa, đưa con tàu trở lại hoạt động bình thường. Việc sửa chữa Voyager 1 không chỉ là sửa chữa một con tàu vũ trụ thông thường, mà nó còn là giá trị bảo tồn một trong những con tàu huyền thoại nhất của nhân loại. Con tàu không gian bền bỉ và đi xa nhất của nhân loại cho tới nay. Việc tiếp tục hoạt động và khám phá của Voyager 1 là biểu tượng cho khát vọng vươn xa không ngừng của chúng ta, vượt ra những điều đã biết và nắm bắt những điều bí ẩn của vũ trụ tăm tối. Nỗ lực này còn là cuộc chạy đua với thời gian. Voyager 1 không chỉ chiến đấu với vấn đề kỹ thuật, mà nó còn chiến đấu với một cuộc chiến khác quan trọng không kém. Đó là sự cạn kiệt năng lượng điện không thể tránh khỏi. Năng lượng điện trên tàu được cung cấp bởi máy phát điện đồng vị phóng xạ. Vài năm trở lại đây, nguồn điện đang dần cạn kiệt. Mỗi năm, lượng điện lại sụt giảm, buộc NASA phải tắt hầu hết những thiết bị không cần thiết trên tàu. NASA cho biết, khoảng từ năm 2025 trở đi, sẽ không còn điện để cung cấp cho bất cứ thiết bị nào trên con tàu hoạt động. Chúng ta có thể sẽ mất liên lạc vĩnh viễn với Voyager 1. Tuy nhiên, kể từ bây giờ cho tới thời điểm đó, chúng ta phải chạy đua với thời gian để nhận được tối đa dữ liệu khoa học từ tàu vũ trụ. Bất cứ một thông tin nào cũng có thể cách mạng hiểu biết của chúng ta về rìa ngoài hệ mặt trời. Chúng ta không chỉ khám phá vũ trụ, chúng ta còn đang khẳng định vị trí và tiếng nói của mình trong không gian. Những nỗ lực kết nối với Voyager 1 là tinh thần không bao giờ bỏ cuộc. Ngay cả khi đối mặt với những bí ẩn của vũ trụ, thách thức của không gian và thời gian, thì trí tò mò và sự khéo léo của con người sẽ chiến thắng. Voyager 1 sẽ không chỉ được nhắc đến như một con tàu huyền thoại của nhân loại, mà câu chuyện về những người kỹ sư tài giỏi, nỗ lực cứu sống nó hết lần này đến lần khác, cũng sẽ là bài học giá trị về đức tính kiên trì, không bỏ cuộc, để các thế hệ mai sau noi theo. Những chân trời mới còn đang ở phía trước, và chúng ta sẽ từng bước chạm tới các vì sao. Hy vọng rằng, bằng những nỗ lực không mệt mỏi của NASA, con tàu sẽ sớm kết nối lại với trái đất để gửi những dữ liệu quý giá trước khi mọi thiết bị khoa học bị tắt vào năm 2025. Đến đây, video của Top Thú Vị cũng xin phép tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video sau. Thân ái, chào tạm biệt.